Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay là ngày 12 tháng 4 2022, mình tiếp tục chia sẻ tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cụ thể như sau. Mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi bản tin tối nay. Sở Y tế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng bản tin cập nhật tình hình dịch Covid-19 tính từ ngày 27 tháng 4 2021 đến 18 giờ ngày 12 tháng 4 2022, số ca mắc trong ngày, số ca mắc trong cộng đồng 33 ca, cộng dồn đến hiện tại là 34.458 ca. Số ca khỏi bệnh trong ngày 76 ca, cộng dồn đến hiện tại là 33.589 ca. Số ca tử vong trong ngày 0, cộng dồn đến hiện tại là 643 ca. Số bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế là 155 ca. Số bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại nhà là 71 ca. Về việc tiêm ngừa vaccine phòng chống COVID-19, dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm một mũi đạt 100%. Dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm 2 mũi đạt 100%. Dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3, mũi tăng cường, mũi nhắc lại là 99,9%. Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm 1 mũi đạt 100%. Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm 2 mũi đạt 99,7%. Rồi bây giờ Cuộc Sống Miền Tây cũng xin tạm dừng bản tin tối nay. Xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một buổi tối vui vẻ và nhớ thực hiện tốt thông điệp 5K và hãy đón xem những bản tin kế tiếp của Cuộc Sống Miền Tây. Nếu có hay hữu ích, hãy đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ để cùng xem. Xin thân ái, mến chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những bản tin kế. Xin tạm biệt.